Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn để thấy đây là phần camera máy ảnh của điện thoại HTC DJI đang có mặt tại Di Động Cao Cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến camera trước, camera sau trên điện thoại HTC DJI không chụp được hình, chụp mờ, chúng lấy nét được, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay Di Động Cao Cấp.vn có tất cả các linh kiện của điện thoại HTC DJI nói chung và camera máy ảnh của HTC DJI nói riêng thế mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-75099, kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Cũng giống như tất cả linh kiện khác trên HTC DJI thì camera của HTC DJI là hàng chính hãng, bảo hành dài hạn khi thay mới tại Di Động Cao Cấp.vn. Khi quý vị các bạn chụp mờ, chụp không lấy nét được, chụp chập chờn lúc không là do phần camera đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.